Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự cảnh báo của Công an thành phố Huế liên quan đến các vụ trộm xe máy liên tục trong thời gian gần đây. Dù các lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét và làm rõ các đối tượng liên quan, nhưng điều đáng nói là hầu hết các vụ trộm xảy ra đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, mất cảnh giác của những chủ phương tiện. Đây là hình ảnh đối tượng Lê Gia Huy Rân, sinh năm 1982, trú tại Mũi Quang Đại, Phước Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại An Tây, thành phố Huế, gây ra 6 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn thành phố Huế và một số địa bàn lân cận. Khoảng giữa tháng 8 năm 2017, Rân từ thành phố Hồ Chí Minh ra tạm trú tại phường An Tây, thành phố Huế. Rân phát hiện nhiều người dân trên địa bàn thành phố Huế để xe máy sơ hở nơi vắng vẻ, không có người trông coi, không khóa cổ và đặc biệt không rút chìa khóa ra khỏi xe, nên đã ra tay trộm 4 vụ xe máy trên địa bàn. Trước đó, Rân đã thực hiện trót lọt một vụ trộm xe máy ở Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và một vụ trộm xe máy ở thành phố Đà Nẵng. Lấy được tài sản, Rân mang cất giấu ở bãi giữ xe bệnh viện Trung ương Huế, khi có cơ hội thuận lợi thì mang đi tiêu thụ. Tổng giá trị 6 xe máy mà Rân trộm được trị giá trên 112 triệu đồng. Tạm đến nay, tôi từ Sài Gòn ra Huế thuê nhà trọ ở. Do phát hiện sơ hở của người dân Huế mình hay cắm chìa khóa trên xe nên tôi tìm những chiếc xe có cắm sẵn chìa khóa trên xe và tôi lấy cắp. Từ đó đến nay tôi lấy được 6 vụ. Tôi thường gửi vào bệnh viện Trung ương Huế, sau đó tìm cơ hội chạy thẳng ra Đà Nẵng để tiêu thụ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Tuấn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Minh Hòa, Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An, tạm trú tại 38 đường Trần Thanh Mai, phường An Đông, thành phố Huế, và Lê Văn Tiêu, sinh năm 1991, trú tại tổ 19 khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế, gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Ngoài việc lợi dụng sơ hở của người dân, Tuấn và Tiêu sử dụng các công cụ chuyên dùng để phá khóa. Trần Anh Tuấn cho biết, chỉ trong ít giây có thể phá khóa của một chiếc xe máy để thực hiện hành vi trộm cắp. Các đối tượng tập trung trộm những loại xe có giá trị cao như xe Airplay, Lit, etc. Tổng giá trị 11 xe mô tô Tuấn và Tiêu trộm cắp được định giá 230 triệu đồng. Phá thành công các chuyên án vụ án trộm cắp xe máy trên địa bàn, Công an thành phố Huế đã trao trả lại nhiều xe máy bị mất cắp cho bị hại và được người dân cảm ơn khen ngợi. 22 tháng 8, 11:30 thì tôi có về đến chỗ bệnh viện Bùng Bốt và để quên chìa khóa xe và cũng tạo điều kiện cho kẻ gian là ăn cắp, nên lúc đó mất xe là tôi có báo cho lực lượng công an thành phố. Ngày hôm nay công an thành phố đã đấu tranh giành lại chiếc xe cho tôi, nên tôi cũng là rất cảm ơn các lực lượng công an thành phố. Đồng thời tôi cũng báo cáo cho là người dân là nên cẩn thận, cũng nên để chìa khóa đi xe mà tạo cho kẻ gian nó dễ dàng cấp trộm. Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm trộm cắp xe máy, tránh để xe nơi vỉa hè vắng vẻ, không có người trông giữ, khóa cửa cẩn thận khi đi ngủ và khi vắng nhà. Đặc biệt, rút chìa khóa ra khỏi xe khi không sử dụng, tránh tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu ra tay trộm cắp tài sản.